Tử vi tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe trong tháng mới của bạn chính xác nhất, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn một Cung Bạch Dương tử vi tháng tư Bạch Dương khá bình thường. Tháng 4 bạn chưa thực sự chinh phục được trái tim người khác. Tháng mới, tròm sao này nên thuyết phục mọi người bằng lý trí. Còn dùng hành động không giải quyết được vấn đề gì cả. Vận trình tình duyên của Bạch Dương trong tháng mới sẽ ở mức chấp nhận được. May mắn là bạn được khích lệ khá nhiều trong mặt tình cảm. Nhưng đừng lạc quan một cách mù quáng nhé, cứ để thái độ bình thường thì sẽ tốt hơn, đừng thấy ánh nắng mà ngỡ mùa xuân về tài lộc dâng cao khiến bạch dương không trân trọng sự xuất hiện của tiền bạc hành vi chủ quan ngày càng tăng lên khi kiếm được tiền thì chòm sao này dễ bị thất thoát tuy nhiên trong cái rủi có cái may khó khăn đôi khi có thể khiến bạn cảnh giác hơn nếu thường xuyên để bản thân cảm thấy chán nản có thể làm tăng biểu hiện của bệnh tâm lý cung hoàng đạo này về cuối tháng sẽ vui vẻ hơn, tìm được người tâm sự, giải tỏa áp lực trong lòng và tâm trạng cũng dần khởi sắc. bạn nên chăm chỉ trò chuyện với mọi người để thoải mái và thư giãn đầu óc hơn. hai cung kim ngưu trong tháng tư kim ngưu có thể bỏ qua, hãy cứ là chính mình có rất nhiều lời đồn thổi về cuộc sống của bạn trong tháng này. Đây cũng là một phép thử cho Kim Ngưu xem tâm có vững không. Một số bạn đang phải đối mặt với xung đột giữa gia đình và tình cảm. Các bạn sẽ gặp người mình thích không muốn rời đi. Nhưng đừng quá lưu luyến nhé kẻo bạn sẽ bị thiệt thòi đó, càng lạnh lùng càng tốt. Nếu bạn cứ tiếp tục tấn công bằng tin nhắn, quả cáp thì bên kia sẽ hơi e ngại tốt hơn hết là bạn nên nhường cho bên kia một chút không gian chuyện gì đến sẽ đến thôi không phải nóng ruột làm gì cả công việc bán thời gian cũng là một lựa chọn tốt không nhất thiết phải làm sếp của chính mình để kiếm tiền những kim nghiêu làm việc bán thời gian trong tháng này sẽ có thu hoạch rủng rỉnh có vẻ như là mắt của bạn đang suy giảm liên quan trực tiếp đến việc sử dụng máy tính điện thoại tv sai cách những kim nghiêu thích nằm dài xem điện thoại di động. Xem TV thì nên chú ý hơn trong tháng tư. Ba cung song tử tháng mới này, song tử sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn không nên lo lắng về sự phát triển của bản thân trong tương lai, chỉ cần làm tốt những việc ở hiện tại là đủ. Tháng mới việc bạn lên án người khác một cách chính đáng sẽ được khen ngợi và công nhận thái độ sống công bằng và chính trực của bạn khiến mọi người rất dễ chịu những người có quan điểm sống khác biệt khó đến được với nhau khoảng cách giữa chòm sao này và người mình thích ngày càng xa những ai đã có bạn đời nên học cách kính trọng cha mẹ của người ấy và hãy tỏ ra lịch sự trước mặt người lớn tuổi chịu khó tích lũy từng chút một của cải sẽ giúp cuộc sống của bạn an nhàn hơn, tình hình kinh tế của bạn trong tháng tư được cải thiện, những cuộc hợp tác mới rất suôn sẻ. Nếu bạn đang kinh doanh có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Tháng mới, tròm sao này cũng nên chú ý đến bệnh vặt nếu không được khỏe trong tháng này chớ nên ngoan cố. Cần đi khám chữa bệnh kịp thời chơi game kết hợp làm việc và nghỉ ngơi sẽ mang lại nhiều lợi ích có thể nâng cao nhiệt huyết sống cho chòm sao này. bốn cung cự giải bói tử vi nói rằng cự giải có dấu hiệu tinh thần mệt mỏi và xa sút tháng mới này bạn sẽ cần chút năng lượng tích cực tốt nhất là chòm sao này nên chọn cách liên lạc với những người bạn có tinh thần lạc quan khi chán nản cự giải hãy nói chuyện với bạn bè để giải tỏa căng thẳng đấy nhé có vẻ như nhân vật người yêu cũ đang làm trì hoãn sự phát triển của mối quan hệ hiện tại của bạn thì phải các bạn còn độc thân không nên vướng bận với người yêu cũ nữa chẳng có lợi ích gì cả trong tháng mới cự giải sẽ chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được không chỉ một mình mình tiêu mà còn phải tiêu cho người khác như đám cưới sinh nhật khi đối mặt với tiền bạc Cự giải không có quy tắc nào hết và có thói quen chi tiêu bao nhiêu tùy thích mà không cần lên kế hoạch. Khi cơ thể khó chịu, cảm lạnh và ho là điều không thể tránh khỏi. Bạn cần chú ý bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi khi khả năng miễn dịch của cơ thể bị suy yếu. Tháng 4 vũ trụ khuyến khích bạn đi ngủ nhiều hơn, điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi đầy đủ. Giấc ngủ giúp cho cơ thoải mái hơn. năm cung sư tử tháng mới của sư tử có sự thay đổi những mối quan hệ đối tác trong tháng mới hợp tác với ai mới là điều quan trọng hợp tác đòi hỏi sự hiểu biết ngầm và điều này cần được trau dồi nhiều hơn nữa tháng này bạn sẽ có thể mở rộng mặt quan hệ xã giao nhưng xin nhớ hãy cẩn trọng kẻo bị lừa gạt các bạn còn độc thân sẽ được giới thiệu cho đối tượng phù hợp chòm sao này có thể có được sự an toàn về mặt tình cảm những người có người yêu thì có thể đi chơi cùng nhau để thư giãn. Sẽ rất tốt nếu như các bạn có thời gian để sống trong thế giới hai người. Bạn không có ham muốn mạnh mẽ để thể hiện mình trong việc kiếm tiền, khoe khoang và tham vọng quá cao không phải là điều tốt. Tháng 4 tuy có phần may mắn tài lộc tuy nhiên sư tử dễ bị kẻ gian dòm ngó cần đề phòng kẻ xấu, giấu giếm số tiền mình đang có cũng là cách bảo vệ bản thân. Có khả năng cao là sư tử sẽ bị dị ứng nên cần chú ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt nếu bị dị ứng với rượu thì không nên uống rượu trong tháng mới. Tròm sau này nên luyện tập viết thư pháp. Bộ môn này giúp tâm trạng nóng nảy biến mất, đem lại cảm giác bình tĩnh rất tốt. 6. Cung sử nữ xem tử vi tháng 4 năm 2023 của 12 chòm sao, sử nữ dần có ý thức từ chối những cuộc tụ tập và vui chơi vô bổ. Tròm sao này cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình và trở nên ký tính trong việc quản lý những mối quan hệ xung quanh mình. Cung hoàng đạo này không vội vàng trong việc đón nhận tình yêu bạn mong rằng lần này sẽ chọn được người phù hợp với mình các bạn còn độc thân sẽ chọn người yêu cực kỳ cẩn thận kỹ lưỡng những bạn đã có đôi có cặp sẽ rất dễ nghi ngờ tình cảm của bản thân vì sự phản đối của người ngoài vì thế hãy cẩn thận nhé sự thua lỗ nhất thời khiến xử nữ rất khó chịu dễ nảy sinh hành vi bốc đồng trong việc kiếm tiền không thể đối đầu với sai lầm của mình bạn rất dễ đi lệch hướng và không có cách quay lại tháng này con đường kiếm tiền có phần hạn chế nhiều lúc bất lực mà không biết phải làm gì điều hòa đường tiêu hóa tốt có thể giảm bớt sự khó chịu về thể chất cố gắng ăn ít thức ăn sống và lạnh trong tháng này để tránh bị viêm dạ dày ruột cấp tính nhé dù sức khỏe của bạn không tệ lắm chòm sao này nên tham gia vào các hoạt động tình nguyện cuộc sống sẽ thú vị hơn rất nhiều 7. cung thiên bình trong tháng tư này lời khuyên cho thiên bình có thể tạo ra những cơ hội thuận lợi nhất cho mình trong tháng mới có thể thấy chòm sao này sẽ có những bước phát triển vượt bậc nắm bắt cơ hội trước mắt không khó để vượt lên hoàn cảnh khó khăn hiện tại dù bạn độc thân và rất bị động tuy nhiên vẫn sẽ được những đối tượng khác giới ngỏ lời mời đi hẹn hò tán tỉnh đời sống tình cảm sẽ có chuyển biến tốt trong tháng tư này những thiên bình đã có người yêu thì không thể đến muộn trong các cuộc hẹn tốt nhất bạn nên chuẩn bị sớm để có cuộc hẹn tốt đẹp. Có thể thấy được rằng tầm nhìn là quan trọng tuy nhiên khả năng chịu đựng khó khăn là một yếu tố quan trọng khác. Tháng mới tròm sao này sẽ trở nên rất tỉ mỉ trong việc kiếm tiền. Có thể kịp thời tìm ra cơ hội và giải quyết vấn đề. Một người thông minh và giỏi giang như thiên bình có thể kiếm được rất nhiều tiền đừng thức khuya thức khuya làm hại gan lắm đó một số thiên bình vẫn đang tự hồi phục sức khỏe sau những cơn ốm vặt không đáng có nếu muốn may mắn hãy đi mua sắm mua thứ gì đó bạn thích để tự thưởng cho bản thân sau những cố gắng và nỗ lực đã qua 8. Cùng bọ cạp tử vi 12 chòm sao cho thấy bọ cạp không nên tin theo những gì người ngoài nói trong tháng này, biết tin tưởng sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với những bạn có tính cách bốc đồng, việc có người sẵn sàng giúp đỡ bạn kiềm chế cảm xúc là điều đáng mừng, đừng vội từ chối sự giúp đỡ đó nhé. Thật vui khi hội độc thân trong tháng này có thể cơ đổ người mình thích, đừng sợ thất bại. Cứ mạnh dạn tiến tới đi nha. Những ai đang yêu sẽ tạo ra một số bất ngờ, thỉnh thoảng lãng mạn và trẻ con một chút sẽ khiến đối phương rất hài lòng. Có thể trong tháng tư này bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp như trúng số hoặc được người ta cho tiền bất ngờ sẽ tới. Nhưng bạn cũng nên trân trọng những may mắn ở thời điểm hiện tại và không dùng nó bừa bãi. Tháng này có may mắn, nhưng đừng dùng vận may của mình để chơi bài nếu làm vậy thì sẽ tiêu hao vận may của bạn mà thôi không nên uống những đồ uống như cà phê đặc trà vào buổi tối vì nó dễ gây mất ngủ thường xuyên thiếu ngủ sẽ dễ dẫn đến việc suy giảm khả năng miễn dịch khả năng bị bệnh sẽ tăng cao hãy gọi video với bạn bè tốt hoặc người bạn thích giữ cho tâm trạng của bạn luôn vui vẻ nhé 9 cung nhân mã tử vi hàng tháng cho thấy nhân mã sẽ quên đi những điều không vui vào tháng mới bắt tay với những người từng làm mình tổn thương cũng là một loại năng lực siêu phàm tính phù phiếm của chòm sao này đang dần giảm đi bạn ngày càng coi trọng bản thân hơn và bớt lo chuyện bao đồng theo đuổi người mình thích không có gì sai nhưng nếu cách theo đuổi sai lầm thì diễn biến tình cảm của cung hoàng đạo này rất dễ đi trạch hướng nhân mã đang yêu khá tốt càng ngày bạn càng trở nên chu đáo hơn dưới sự bao dung của người ấy tình cảm mặn nồng như thuở mới gặp nhau chòm sao này sẽ cần phải chú ý và đề phòng kẻ xấu những dự án hay ý tưởng kiếm tiền không nên tùy ý chia sẻ thời đại này rất nguy hiểm chẳng tin tưởng được ai việc kiếm tiền cạnh tranh rất gay gắt càng giỏi càng bị nhiều người nhòm ngó nếu bạn còn có tư thế ngồi hoặc nằm sai sẽ gây khó chịu cho vùng cột sống thắt lưng. Bệnh tật ngày càng nặng thêm do đó hãy thay đổi ngay những thói quen xấu đó đi nhé. Muốn tâm trạng được thoải mái hãy đi mua quần áo, ăn mặc đẹp, thay đổi hình ảnh của bạn. Những may mắn bất ngờ sẽ ập đến đó nha. 10. Cung ma kết ma kết cảm thấy những người xung quanh mình thật phiền phức chòm sao này đang không thích bị gò bó tuy nhiên để có được sự tự do là điều không dễ dàng. Tháng này bạn sẽ cảm thấy có ai đó đang cố tình nhắm vào mình, tính tình trở nên cục cằn, khó che giấu sự bất mãn. Có khả năng cao tròm sao này sẽ yêu bạn cùng lớp thật bất ngờ phải không? Cảm giác thật vui khi gặp lại nhau sau một thời gian dài vắng bóng, sau khi tìm được chủ đề chung để buôn chuyện, có khả năng hai bạn sẽ phát triển thêm. Những người đang yêu sẽ lựa chọn cách đối mặt khó khăn, đừng lung lay quyết tâm vì sự xuất hiện của người yêu cũ. Nhiệm vụ công việc của bạn đang khá nặng nề. Người có năng lực được trả lương không cao nhưng lại làm việc quá sức sẽ khơi dậy tâm lý bất mãn trong lòng bạn. Tháng 4 sẽ không phải do năng lực làm việc kém mà do tâm trạng không tốt nên mới hỏng việc tròm sao này không thể cạnh tranh trong quá trình tìm việc làm sự cạnh tranh trong lúc tìm việc là rất lớn không nhất thiết phải theo đuổi cuộc sống lành mạnh hoàn toàn đâu đối với ma kết chế độ ăn uống điều độ là rất tốt nhưng không thể chạy theo nó một cách mù quáng nếu muốn tâm trạng tốt lên hãy nâng cao kiến thức và thay đổi hình ảnh của bản thân từ việc ăn mặc tóc tai 11 cung Bảo Bình tử vi 12 con cung hoàng đạo nói rằng Bảo Bình sẽ tham gia vào những hoạt động như tụ tập ăn nhậu tăng lên, cuộc sống bận rộn và viên mãn. Sự khéo léo của chòm sao này trong tháng Tư này đã tạo cho họ một chỗ đứng vững chắc. Những ai còn độc thân mà quá chủ động sẽ khiến đối phương có chút sợ hãi. Khi gặp vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, đừng viết nhảm nhí trên mạng xã hội, bạn càng trầm tính thì càng được đối phương yêu ái hơn những cuộc cãi vã giữa bạn và người yêu trong tháng tư này đều là do quá khứ mà ra cả. Những cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ khiến công việc của bạn rất căng thẳng. Tháng 4 năm nay có nhiều bảo bình sẽ còng lưng tăng ca, nên sắp xếp thời gian cho hợp lý, không nên làm việc riêng quá lâu trong giờ làm việc. Ai đang tìm việc hãy lạc quan đối mặt với những thăng trầm trong quá trình tìm việc từ từ rồi sẽ suôn sẻ việc xuất hiện các bệnh ngoài da giống như bệnh tràm kè viêm da cơ địa sẽ mang lại cảm giác khó chịu cho cơ thể của bạn chữa bệnh ngoài da thường mất nhiều thời gian thời tiết thay đổi cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến da bị tổn thương 12. Cung song ngư song ngư sẽ quan tâm hơn đến khó khăn của những người xung quanh, kéo mọi người đến với nhau, lúc này cuộc sống sẽ trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Đối với những song ngư hay đi chơi, tháng này bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình, chăm sóc cơ thể thật tốt khi đi ra ngoài. Những bạn vẫn độc thận sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, nếu muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì hãy nghiêm túc đi đến một buổi hẹn hò với người mà bạn cảm thấy an toàn có thể sẽ có thu hoạch tốt đấy song ngư mà yêu lâu rồi hãy đưa người yêu của mình về nhà ra mắt bố mẹ bạn ấy sẽ rất vui khi được bố mẹ bạn công nhận đừng quên nội quy nơi làm việc đặc biệt là đối với những chòm sao đã có năng lực chỉ khi tuân thủ các quy tắc bạn mới có thể phát triển bản thân tốt hơn không nên vì khả năng của mình mà xem nhẹ năng lực của người khác công hoàng đạo nếu như đang đi tìm việc sẽ cảm thấy bồn chồn và bất lực nếu không tìm được công việc phù hợp với mình một tháng không thể thức khuya bạn có thể phát triển cơ thể bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ làm việc nhà thường xuyên sẽ tốt cho cơ thể đừng sống lười biếng nữa làm việc nhà và giữ môi trường sống sạch sẽ ngăn nắp sẽ mang lại cho bạn một tâm trạng tốt